Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì kênh Hương Hà Fashion xin hướng dẫn các bạn may một chiếc nẹp áo. Nẹp áo này là nẹp áo dầu khuy nha các bạn. Thì cái nẹp áo này may khá là đơn giản, nhưng có nhiều bạn mới may ấy, thì cũng chưa biết, nên hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn về cách may nẹp dầu khuy nha. Đây mình đã chuẩn bị rồi. Đây là một cái thân áo mình cắt tượng trưng thôi các bạn ơi. Vì là mình cắt để may cho các bạn nhìn thôi nhé, chứ không phải là thân áo thật nha. Đây các bạn ơi, thì thường thường ấy thì cái nẹp này thì mình cắt, mình lấy là 9 cm nha các bạn nhé. Cái độ rộng này có dao khuy rồi nha. Thì chúng ta bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Bây giờ chúng ta làm thẳng ra này. Khi chúng ta là phẳng vải ra thì chúng ta dán mếch vào nha các bạn. Cái này may khá là dễ, chủ yếu là lúc chúng ta làm này sao cho nó cân thôi, rồi chúng ta may. Thì nẹp nữ ý, thì thường thường là mình sẽ để là cái nẹp bên dao khuy nó là bên phải các bạn nhé. Đây bây giờ mình sẽ bẻ vào một đường như thế này trước. Có lẽ là chúng ta sẽ bẻ vào thêm một ít nữa các bạn ạ, không thì may nó sẽ bị trượt. Chúng ta bẻ vào đúng cái 2 phân rưỡi nhé. Nẹp nó có nhiều cách may nhưng mình sẽ hướng dẫn cái cách này là dễ nhất. Các bạn có thể là trước khi may đó, rồi chúng ta sẽ gấp vào như thế này. Chúng ta gấp đúng cái đường này nha, chia đôi các bạn ạ. Đây này, đây là điểm dao khuy này. Đó. Thì chúng ta để bên này sẽ non hơn, bên này khi mà lật ra ấy, thì chúng ta để thế nào để cho nó chỉ chạm cái mép này thôi này. Nó đỡ bị chườm ra ngoài thì nó sẽ rất là xấu. Đấy, nó chườm ra ngoài, nó hở cái nẹp ra. Thì chúng ta để thế nào mà nó hụt vào bên trong một tí nhỉ. Hụt vào bên trong một tí như thế này. Đó. Bây giờ thì mình sẽ gấp cái đường này vào. Rồi. Chúng ta làm luôn cái đường này nhá, để cho nó đều. Thì chúng ta chỉ cần chạy một đường là xong. Tí nữa ta chạy một đường là xong các bạn, rất là nhanh. Đây các bạn ơi, mình làm thế này á, tí nữa thì cái đường này này nó sẽ ngập ở bên trong, mình may vào chỗ này này. Đó, thì nó sẽ ngập ở bên trong hết nha. Đây, tí nữa mình chỉ cần chạy một đường này thôi. Chạy một đường ở giữa này thôi các bạn ạ. Thì các bạn nhìn thấy đây này, cái chỗ này này, nó là đường may nhá. Đấy, nó ngập vào bên trong này. Rồi chúng ta chạy ở đây thì là nó sẽ ghim được lại, nó không bật ra nhá các bạn. Đây, chúng ta ghim theo cái đường là nếp là này này. Vậy nó ra cái nẹp mà áo nẹp sơ mi, nẹp bông của áo sơ mi thôi ạ. Đó. Bạn nhìn thấy chưa? Bây giờ chúng ta ra chúng ta may vào nhé.
sẽ chạy một đường như là xong nhé bạn nhé. Những bật chị mình có cái đèn ở đây nhưng mà mình quay nó sẽ bị phản ánh sáng, không nhìn được rõ nên là mình bỏ đi. Để lại cho bạn nhìn thấy nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ ghim vào đây các bạn ơi, cái đường may nó bên trong này đấy, chúng ta may nó sẽ ở đây. Vì là mình cắt tượng trưng cái chiếc nẹp áo thôi cho nên là mình sẽ may màu chỉ nó hơi khác với lại vải một tí cho các bạn nhìn rõ. Bây giờ mình sẽ làm phẳng ra nhé. Đó, chỉ cần chạy một đường là xong các bạn ạ, rất là dễ. Nếu như ai chưa biết thì nghĩ là nó rất là khó nhưng thực ra nó rất là dễ các bạn ạ. Là lật hết hết ra vì là mình đã cân đối trước rồi, định được cái điểm của nó thì nó sẽ không bị nhe ra bên ngoài. Đây là mặt đằng trong nhé các bạn nhé, còn đây mặt đằng ngoài đây. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, đây là mặt nẹp dầu quy nha. Rất là dễ. Bạn nhìn này. Đó. Không có gì là khó cả, chỉ gấp vào thôi và chặn một đường ở giữa. Chia đôi ra, gập một đường ở giữa. Đặt ra, vậy là thành một cái nẹp tổ quy. Vậy là mình đã hoàn thành xong chiếc nẹp tổ quy rồi. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay và hữu ích thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nha. Bạn hãy chia sẻ lên Facebook hoặc bất cứ trang gì để cho mọi người, nhiều người cùng biết để học hỏi nhé. Mình xin cảm ơn mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn đến các video tiếp theo của kênh mình nha. Bye bye.